Rồi ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã tới với gián tiếp game. Chắc là thời gian vừa qua anh em có theo dõi ở trên fanpage trực tiếp game thì anh em cũng biết, hoặc là trên fanpage của TTG Shop thì anh em cũng biết là chúng tôi mới mở cái dịch vụ Build PC. Ngày trước đây thì TTG Shop chỉ có bán mấy cái thể loại tay cầm đấy kia thôi đúng không? Rồi là đồ phụ kiện điện thoại, phụ kiện chơi game, các thứ ABC. Thế thì giờ đây thì chúng tôi đã chuyển sang có một cái tiết mục hoàn toàn mới, đó là Build PC. Bất kỳ anh em có bất kỳ một cái nhu cầu gì muốn build PC ở một cái bất kỳ một cái mức giá nào từ rẻ cho tới đắt đều có thể PM về cho TTG Shop và chúng tôi sẽ xây dựng cấu hình cho anh em, build cho anh em một cái cỗ máy cực kỳ ngon nghẻ thì thôi. Mới đây nhất tôi vừa mới nghe tin Vũ báo là có một anh em có gửi gắm một cái nhu cầu một cái cây khoảng tầm 100 củ và chúng tôi vừa build một cây 100 củ cho anh em đó xong. Thế thì sau khi mà mở dịch vụ này thì tôi có ra một cái đề bài cho Vũ. Tôi bảo bây giờ máy đắt tiền 100 triệu thì shop mình build ok rồi. Thế còn bây giờ mà nó chỉ 10 triệu thôi thì mày có build được cái cỗ máy nào mà có thể chơi được Cyberpunk không? Cyberpunk 2077 ấy. Ấy thì vừa đẹp mới đây có một anh em có PM về shop và nói rằng là các bạn build cho mình một cái con máy chỉ 10 triệu thôi, bởi vì là nền tảng kinh tế của anh em nó chỉ phù hợp với cái con máy 10 củ. Nhưng anh em lại muốn chơi những con game AAA giống như kiểu Cyberpunk. Đấy, mà không phải là vào là chúng ta phải chỉnh về lâu hay là chúng ta phải chỉnh very lâu hay là các thứ ABC đâu nhé, mà chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh lên tận mức độ medium hoặc là high với cái giá 10 triệu thì liệu có khả thi hay không? Thế thì rất may đó là chúng tôi vẫn có thể build được một cái cỗ máy như vậy anh em ạ, chỉ 10 triệu thôi. Và anh em vẫn có thể chiến được mọi game AAA bây giờ. Nhá. Bây Vâng, giờ đây anh em ạ. Đây chính là cái cỗ máy chỉ với giá 10 triệu mà thôi. Nhưng mà hoàn toàn anh em vẫn có thể chơi được cái game AAA mà tôi nói thẳng luôn là Cyberpunk 2077 đi. Bởi vì ở cái thời điểm hiện tại luôn thì Cyberpunk 2077 rõ ràng là chúng ta có thể gọi nó là một cái thước đo để mà có thể thấy được rằng là cỗ máy chúng ta mạnh hay không. Đúng không? Đấy, một cái cây rất là gọn gàng nhá, một cái cây rất là gọn gàng nhẹ nhàng. Có quạt các thứ đàng hoàng mà tôi bê cũng rất là nhẹ thôi đấy, tôi ngồi cầm trên bàn mà tôi nâng như kiểu nó rất là nhẹ. Đấy. Thực ra cá nhân tôi thì tôi rất là thích những cái cây máy tính nào mà nó nhẹ thôi anh em ạ. Chứ còn cây máy tính nào mà nó nặng quá, nhiều khi bê vác nó rất là mệt. Thế thì trái tim của cái con cây máy tính mà có giá 10 củ này ý, nó là cái gì? Thì tôi phải nói với anh em luôn, nó chính là cái con cạc màn hình này. Đây là con cạc màn hình 1660 Super anh em nhé, của hãng Zotac. Bình thường thì anh em muốn mua con cạc này ở ngoài thị trường ấy, mà mới ý, thì nó sẽ phải khoảng tầm 5 triệu rưỡi. Khoảng tầm 5 triệu, 5 triệu rưỡi. Nhưng mà tại TTG Shop thì chúng tôi trang bị cái con cạc này là một cạc màn hình cũ, giá chồng bằng một nửa thôi anh em nhé, nhưng mà vẫn được bảo hành 2 năm tại TTG Shop. Đó, chính nhờ cái con cạc màn hình này trong cái cỗ máy 10 củ mà nó có thể cân được cả Cyberpunk ở cái mức độ thiết lập đồ họa 2. Rồi ok, anh em có thể thấy rằng là tôi đang ngồi trước cái màn hình của Cyberpunk 2077 đây. Và bây giờ tôi sẽ cùng vào chơi game, cùng test xem là liệu chúng ta để cái mức độ đồ họa là 2 và thậm chí là Ultra thì cái con máy 10 củ nó sẽ có thể xử lý được đến đâu. Ok, anh em có thể thấy là tôi đã bắt đầu cài những cái chỉ số ở trên màn hình rồi và chúng ta sẽ cùng thử xem nó như thế nào nhé. Đây, đây là phần setting của game anh em nhé. Graphic anh em thấy đây này, đang để mức độ 2 này. Đó, cài mức độ 2 nhé. Phía dưới thì đây tôi bật nốt tất cả các thứ lên. Đang hầu hết là on hết rồi, có cái phần này thôi. Thì chúng ta bật nốt cả cái phần này nó lên on. Ở phía dưới anh em sẽ thấy là tất cả các cái tinh chỉnh đồ họa nó đang đều cái mức độ 2. Đấy, đang đều mức độ 2 anh em nhé. Cái độ phân giải màn hình là tôi để là mức Full HD 1920 x 1080 anh em nhé. Và đương nhiên chúng ta không thể bật được Ray Tracing rồi, bởi vì là con cạc màn hình nó không hỗ trợ. Đấy, đấy cho nên là chúng ta đây, chúng ta sẽ cùng vào xem là game FPS được bao nhiêu. Đó, anh em có thể thấy là hiện tại là tôi đang ở bên trong cái khu chung cư ở đầu game đấy.
Và khi mà di chuyển thì anh em thấy là cái mức độ FPS của nó sẽ dao động từ khoảng tầm từ 50 cho tới 60 FPS, ổn định ở mức từ 50 đến 60 FPS. Thì ở cái mức độ FPS như này thì tôi nghĩ là mức độ high setting mà game nó chạy được như này thì là ổn rồi. Đấy. À, đương nhiên là với những anh em nào mà yêu cầu là nó phải trên 60 FPS thì tôi không nói, thì còn ở cái mức độ từ 50 đến 60 tôi nghĩ là ổn. À, định để anh em có thể chơi được rồi. Đấy, chúng tôi có thể di chuyển thoải mái bên trong cái tòa nhà này luôn. Và FPS nó đều ổn định ở mức có khoảng 51 cho tới 60. Thường là khoảng từ 55 cho đến 60 FPS. Đây, đây là khi mà tôi đi ra ngoài cái khu vực đường phố ở bên ngoài. Ở đây là không gian nó rất là rộng, cho nên là nó sẽ đòi hỏi cái mức độ xử lý về đồ họa nó cũng cao hơn. Đó, anh em có thể thấy là hiện tại thì game nó sẽ hơi tụt FPS một chút so với lại khi chúng ta ở trong khu chung cư. Nó sẽ xuống khoảng thấp nhất khoảng tầm 45. Đó, nó sẽ xuống khoảng tầm 43, 45 khi chúng ta di chuyển. Cái mức này thì cũng không phải là cái mức quá thấp. Đấy, chúng ta hoàn toàn vẫn có thể chơi được. Đấy, vẫn chỉ chơi được anh em nhé. Đấy, anh em thấy đây, tôi di chuyển ở trong đây. Thỉnh thoảng nó sẽ tụt xuống khoảng tầm 38. Và tôi sẽ thử ăn cắp một cái con xe để xem như thế nào nhé. Đó, tôi sẽ phóng ở trên đường để xem là FPS của game khi mà chúng ta phi xe ở trên đường đi liên tục nó sẽ như thế nào. Đây, anh em có thể thấy là đây, FPS nó vẫn loanh quanh mức độ như vậy thôi. Cái nhiệt độ của CPU thì nó sẽ dao động khoảng tối đa là khoảng 75 độ C anh em nhé. Đấy, khoảng là nó sẽ từ 73 đến 75 độ C. CPU thì khá là mát, dưới 60 độ. Đó, tôi di chuyển thoải mái trong thành phố. Và FPS hiện tại thì nó còn không bị tụt xuống dưới mức 50 cơ. Nó thường là từ 51 cho đến 55. Di chuyển thoải mái luôn. Thường thì ngày xưa tôi thật với anh em luôn là nhiều khi là máy yếu và chúng ta ít tiền ấy. Nhiều khi ngày xưa tôi nhớ là tôi cũng chỉ có đòi hỏi con game của tôi nó được trên 30 FPS thôi là tôi cũng đã hài lòng lắm rồi. Cho nên là tất nhiên là ở đây là tôi nói với góc độ của tôi thôi nhá. Còn góc độ của anh em thì có thể là anh em đòi hỏi nó cao hơn, nhưng mà với cái số tiền chỉ 10 triệu đồng thì tôi nghĩ rằng là cái mức độ như này chúng ta là ổn rồi. Nếu như anh em muốn nó cái FPS nó cao hơn, nó mượt mà hơn thì anh em có thể chỉnh xuống medium. Nhưng mà đây là cái mục đích của video của tôi, đó là để chỉnh lên mức độ 2. Đấy. Đây, chúng ta vẫn di chuyển ở bên trong thành phố và vẫn thấy FPS nó ổn, không có vấn đề gì. Đó. Bây giờ tôi sẽ thử một cái thứ cao hơn, đó là tôi sẽ đẩy cái đây, anh em có thể thấy ở đây là cái độ phân giải là Full HD nhá, 1920 x 1080. Đấy. Còn cái phần graphic bây giờ tôi sẽ chỉnh cho nó là Ultra để xem là với cái mức độ Ultra thì game liệu cái cỗ máy 10 triệu này nó có thể xử lý được hay không, nó có thể vận hành được ok không nhá. Đây, anh em có thể thấy tôi đẩy lên Ultra. Và FPS của game chúng ta thấy tôi có một cái điều khá bất ngờ, đó là FPS của game tôi không thấy bị giảm nhiều anh em ạ, mặc dù chúng ta đẩy lên Ultra. Đó, nó vẫn ổn định từ mức khoảng tầm 50 cho đến 55 FPS. Đó. Vẫn di chuyển bình thường nhé, đi ngoài phố nhé, là cái nơi mà nó xử lý đồ họa cao nhất nhé, nặng nhất nhé. Nhiệt độ của GPU của cả màn hình cũng vẫn là từ 74 đến 75 độ, CPU cũng vẫn như vậy. Đó. Bây giờ tôi sẽ thử lên một con xe, ngồi phi xe mà chúng ta mức độ ultra high setting nó sẽ như thế nào. Ở đây thì tôi không bật ray tracing nhé, nhắc lại là ray tracing thì con cạc nó không hỗ trợ. Đương nhiên là trong con game này thì nó vẫn hỗ trợ chúng ta bật bằng phần mềm, nhưng mà đương nhiên rồi, bật một phần mềm thì nó hoạt động không thể nào mà nó ok được. Và thứ hai là con cạc này nó cũng chưa hỗ trợ cái công nghệ DLSS để có thể giữ được cái số khung hình nó cao, cho nên là chúng ta phải chấp nhận thôi, cũng không thể nào mà đòi hỏi để có thể bật ray tracing ở cái mức giá tiền này được, đúng không ạ? Đó thì qua cái bài test vừa rồi thì có lẽ là anh em cũng đã thấy được rằng là cỗ máy 10 củ do chúng tôi xây dựng lên nó không hề yếu một chút nào, đúng không ạ? Ban đầu nhiều anh em sẽ nghĩ rằng là ở năm 2022 rồi, bây giờ là 2022 rồi, và với một cái cỗ máy 10 củ thì làm sao mà có thể chơi được game AAA mà lại còn chơi mức độ 2 nữa, đúng không? Đó, thế thì chứng minh cho chúng ta thấy một điều rằng là nếu như build một cách hợp lý thì hoàn toàn với giá 10 triệu chúng ta vẫn có thể có được một cỗ máy chơi game ngon nghè, vừa đáp được nhu cầu cho anh em học tập, làm việc hoặc chơi những con game nó nhẹ nhàng kiểu eSport. Đương nhiên rồi,
thậm chí là game AAA luôn. Đó, thế thì nếu như anh em có nhu cầu muốn build bất kỳ một cái cỗ máy PC nào cho mình với mọi cái nhu cầu của anh em, mọi túi tiền, mọi giá tiền, anh em có thể PM về TTG Shop, chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em và sẽ build cây cho anh em. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Bye bye, see you again. Bye bye anh em. Bye bye.